8 cách buôn bán dễ giàu nhất và ổn định nhất ở Việt Nam. Xưa giờ, kinh doanh buôn bán ổn định nhất và giàu nhất chắc thuộc về những người làm đại lý. Đây, ai muốn làm ăn ổn định và lâu dài thì hãy tham khảo. 1. Đại lý sữa. Theo mình thì với tình hình chung hiện nay, bạn chỉ cần nhập mỗi dòng sữa khoảng 2-4 lon, khoảng gần 100 triệu. Sau một thời gian, thấy dòng nào bán chạy thì hãy nhập nhiều hơn, từ đó quyết định đầu tư cho cửa hàng số vốn bao nhiêu. Có hai hình thức nhập hàng, một là nhập hàng của nhà phân phối khu vực bạn đang ở. Mỗi khu vực sẽ có một nhà phân phối độc quyền. Nhà phân phối chính là đại lý ủy quyền của công ty. Nhập hàng từ công ty. Từ đầu tháng đến cuối tháng thì bạn nhập hàng, thông thường bạn sẽ phải đăng ký chỉ tiêu nhập hàng từ đầu tháng. Ứng với mỗi chỉ tiêu là một mức trả thưởng hoặc chiết khấu sẽ được trả vào cuối tháng. Nhập hàng đại lý. Bạn thích lấy bao nhiêu cũng được, mỗi lần lấy hàng, nếu bạn lấy nhiều thì chiết khấu sẽ càng cao. Họ sẽ chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng cho bạn, không đợi đến cuối tháng như công ty nữa. Như vậy, vốn của bạn sẽ không bị tồn đọng. 2. Đại lý vé số. Bán vé số truyền thống thì mình không biết được, nhưng mà về kinh doanh bán vé mega thì chỉ cần đặt cọc 25 triệu đồng cho một máy bán hàng cùng các thiết bị khác. Sau đó, ký quỹ số tiền bán hàng cho lần đầu tiên là 70 triệu đồng. Những lần tiếp theo tối thiểu là 30 triệu đồng là có thể kinh doanh vé số. Nói chung là kiếm mặt bằng tầm 100 triệu trở lên là được. Hoa hồng đang áp dụng khoảng 4-8%. Thường là 4% cho điểm bán kèm, 5% cho điểm bán độc lập. Chủ đại lý vé số tự chọn đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mức chiết khấu này thấp hơn nhiều so với số vé truyền thống, trong khi quy trình kinh doanh vé số điện toán thì phức tạp hơn nhiều lần. Nhưng thiết nghĩ tình hình bán vé như hiện nay thì cũng có cơ hội để kiếm lời. Dân Việt Nam mình được cái chơi vé số nhiều, thấy chúng liên tục luôn mà. 3. Cửa hàng tạp hóa mini. Nhiều người lựa chọn mở tiệm tạp hóa tại nhà vì một công đôi việc, vừa kiếm tiền, kiếm kế sinh nhai, vừa tiện trông coi nhà cửa, chăm sóc con cái. Với khoảng vốn từ 200 tới 300 triệu, bạn có thể mở cho mình một cửa hàng tạp hóa với số vốn không lớn. Và đây là một hướng đi an toàn cho các bạn muốn kinh doanh nhỏ, ít vốn và hiệu quả. Mặt tiền tầm 5m và diện tích 60m2 sẽ đạt chuẩn, dễ dàng trong việc sắp xếp, bài trí hàng hóa. Trước tiên, nói về chọn hàng, bạn cần xác định số vốn đầu tư và khả năng quay vòng vốn của mình để biết nên nhập loại hàng nào. Nếu bạn không có nhiều tiền thì chọn các mặt hàng bình dân, giá rẻ nhưng thông dụng. Lấy số lượng để bù lại chất lượng, lãi ít nhưng bán được nhiều. Còn nếu bạn có khả năng chi trả, hãy nhập cả mặt hàng chất lượng cao bên cạnh hàng bình dân, đặc biệt là hàng ngoại, hàng xách tay. Vì tâm lý người Việt thường chuộng dùng đồ ngoại, cho rằng như thế mới tốt, mới đẳng cấp. 4. Cửa hàng vàng mã. Lấy hàng thì chi phí rẻ, lại không sợ hàng tồn kho vì tồn cũng không ảnh hưởng gì cả. Với số vốn 20-30 triệu gì đó ban đầu để lấy hàng, phí chuyển hàng là đủ. Không cần nhiều vốn, lại được cái ít cạnh tranh, hàng cũng không sợ tổn kho, nên đây là cách kinh doanh bền và ổn định nhất. Tuy nhiên, muốn làm cái này thì trước tiên bạn phải có duyên với nó đã. Khi được hỏi về doanh thu từ việc kinh doanh trong các mùa cần lễ cúng kiến, chẳng hạn như mùa Vu Lan, hầu hết chủ các hộ kinh doanh trả lời rằng họ bán được từ vài trăm tới 1.000 bộ. Phần đông, khách sắm đồ thường mua từ vài trăm đến 1 triệu đồng tiền mã, mức lời cho 1 triệu tiền vàng mã và khoảng 200-250.000 đồng. Tính ra mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng mỗi hộ kinh doanh ở phố hàng mã cũng bỏ túi cỡ 100 triệu sau lễ Vu Lan. Cứ 1 triệu tiền vàng mã thì người bán sẽ lời 200.000 đồng. Hộ kinh doanh phố hàng mã bỏ túi cỡ 100 triệu sau vụ lễ Vu Lan. 5. Cửa hàng bia nước ngọt. Với số vốn 100 triệu thì ta có thể mở được cửa hàng nhỏ, mục đích chủ yếu là bán lẻ và bán lại cho các quán nhậu xung quanh địa bàn. Với quy mô này thì chỉ cần lấy công làm lời, trước hết nên bán từ từ giống kiểu tạp hóa trước, vì bia với nước ngọt rất nặng vốn, bia 333 197.000 một thùng, bia Sài Gòn Xanh Long 265.000 một thùng, bia Tiger Long 267.000 một thùng. Bia Ken 354.000 một thùng, chưa kể các loại nước ngọt như Coca-Cola, Pepsi, cam ép, bí đao, xá xị, bò húc và bia két nữa. Bán bằng giá vốn để có khách trong thời gian đầu, dần dần tiếp thị của công ty ở từng khu vực sẽ tới chào giá cho mình, lấy càng nhiều chiết khấu càng nhiều.
Dần dần, khách biết tới cũng nhiều, khi đó bán buôn vào nề nếp và vốn cũng dễ xoay hơn thì mình lấy thêm để bán. 6. Cửa hàng văn phòng phẩm. Kinh nghiệm ngày đầu lập nghiệp của chị họ mình là cần 100 triệu, chấp nhận lỗ một năm đầu vì bên mình bán ra giá rất thấp, lại chiết khấu cho người mua khá cao nữa nên chủ yếu là nhờ số lượng thôi. Nhưng sau một năm, mọi việc đi vào quỹ đạo rồi thì sẽ khác. Công việc kinh doanh này rất sạch, cũng lại ổn định và an nhàn, thích hợp cho nhiều chị em phụ nữ. Mở văn phòng phẩm tại nhà và nhờ người thân quản lý hay thuê người vừa bán hàng vừa quản lý, kiếm thêm thu nhập. Tối về xem lại sổ sách và công nợ. Mặt hàng chính dễ bán là tập vở học sinh, sổ, sổ caro, tập kiểm tra giấy. 7. Tiệm photocopy. Một tiệm photo không cần quá rộng nhưng phải đủ không gian để lắp đặt máy móc, tầm 15-20m² là đủ. Giá thuê sẽ khoảng 5-6 triệu một tháng. Bạn nên ký hợp đồng 6 tháng liền để tránh trường hợp nâng giá sau này. Tiếp theo là mua máy móc. Nếu ít vốn thì bạn có thể mua đồ cũ ở các cửa hàng thanh lý, không còn thì mua mới với giá khoảng 100 triệu đổ lại. Giấy mực, bìa sách, mua trước với số lượng cho 2 tháng là khoảng 30 triệu. Với cửa hàng lớn, việc thuê nhân viên sẽ lấy đi của bạn tầm 4-5 triệu. Nghề này tuy nhặt đồng lẻ mỗi ngày nhưng sẽ hốt bạc triệu mỗi tháng. Thường giá 2 bản photo là 1k, giá 1 bản in là 1k, nhưng hầu hết là rất ít người vào quán chỉ in hoặc photo từ 1-2 tờ. Trung bình mỗi người sẽ đến để in và photo sách, tài liệu từ 10-100 trang, nhiều hơn cũng có, mà có khi chia làm nhiều bản. Cứ thế nhân lên, chưa kể những ngày đầu năm học mới và những đợt cao điểm thi giữa kỳ hay cuối năm thì lượng học sinh sinh viên đến photo phải lên tới vài trăm người là ít. Vị chi 2 triệu một ngày. Ngoài ra thì các chi phí khác như điện, nước, trang trí cửa hàng, thêm 20 triệu, cộng thêm khoản dự trù cho những rủi ro, tổng vốn là khoảng 200 triệu là dư sức. 8. Cho thuê nhà trọ. Từ chỗ cứ quanh quẩn với chuyện bếp núc con cái cả ngày, trong khi không kiếm ra được đồng nào ngoài việc hàng tháng ngửa tay xin tiền chồng, chị Thanh nhiều lúc cảm thấy stress. Thế là chị quyết định đề xuất với ông xã, lấy 500 triệu đồng gửi tiết kiệm ra để mua miếng đất gần nhà ở quận Bình Tân và xây lên 6 căn phòng trọ cho thuê. Hàng tháng thu mỗi căn được 2 triệu đồng nên cũng có đồng ra đồng vào, tự dưng thấy người tươi tỉnh hẳn lên. Chị chia sẻ và cho biết thêm, nhận thấy lãi suất ngân hàng đang khá thấp, nhiều nơi chào vay chỉ 6% nên đang bàn bạc cùng chồng để lên kế hoạch vay thêm khoảng 800 triệu nữa, mua đất xây nhà trọ phục vụ cho công nhân gần khu công nghiệp Tân Tạo. Quý vị và các bạn vừa được nghe 8 cách buôn bán dễ giàu nhất và ổn định nhất ở Việt Nam. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chuyên gia của chúng tôi giải đáp, like và chia sẻ nếu thấy hay và đừng quên đăng ký kênh Tài chính Kinh doanh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.